Tên tên xin chào mọi người trở lại với kênh Hiếu Wi-Fi. Hôm nay có một bất ngờ dành cho các bạn, đó là một con Wi-Fi Mesh mới toanh luôn. Hiếu chưa cài đặt lần nào. Đây là con trong hộp luôn mày, mới nhận chưa có cài đặt lần nào, chưa khui tem luôn. Đây con Wi-Fi Mesh này các bạn thấy nó khác với cái Wi-Fi Mesh lúc trước nha. Con này nó có một cái rất là hay, đó là Mesh được với cái con ONT, tức là cái con modem mới mày. Con modem mới nó có chức năng mesh á, thì nó sẽ mesh được với con này, không cần phải cắm dây như lúc trước đây. Chúng ta sẽ cảm thấy, chúng ta thấy Hiếu đi làm, Hiếu cắm từ cái con modem chính vào một cái con mesh, rồi con mesh đó mới với lại mesh wifi với con này. Ở đây thì con này thì không cần. Bây giờ Hiếu sẽ khui hộp cho các bạn xem nhé. Tan, con này là mới chốc luôn rồi. Hộp thì nó như vậy thôi. Các bạn thấy hình thù nó như thế này đây, hình dạng nó như thế này. Để tháo băng keo lại xem nó có như thế nào vậy nha. Ok, nó có một cái cổng này, cổng LAN và cổng WAN. Cổng này là 1 GB các bạn nhé. Đó, cái hình thù nó như thế này, giống như cái lo các bạn. Nó giống cái lo, nó nhỏ như thế này thôi, giống cái lo. Và nó phát wifi như thế nào thì đây nó có một cái đèn hay cái nút reset gì đây không biết. Tuy nhiên cắm điện lên thử xem nó. Ở đây hình như nó có viền đèn ở đây mà. Bây giờ sẽ cắm điện thử xem nó lên màu như thế nào, xem đẹp không các bạn nha. Ok. Ok, nó cắm điện nó nè. Adapter nó đây mà. Ê da, muốn kêu nó hơi nặng nhạt xíu. Adapter đây. Bây giờ cắm đèn thử xem nó lên đèn như thế nào nhé. Ok nào, cắm nào. Ở đây thì cái loại mới này nó có hai cái để bắt ốc vít vào tường, ví dụ ốp vào tường như thế này các bạn. Ồ, các bạn thấy lên đèn đẹp không? Đèn nó nằm theo cái viền này ha, mình nghi nghi rồi, tại thấy cái viền trắng trắng này mà không có đèn nào hết thì mình đoán nó là cái đèn, ai ngờ đèn thiệt. Đẹp không các bạn? Ok, clip này thì chia sẻ mọi người cái con mesh mới này, chưa có cài đặt, chưa có gì hết các bạn. Đây chia sẻ như thế này cho các bạn cùng tò mò nhé. Hẹn mọi người qua clip sau, Hiếu sẽ review kỹ hơn về cái con này và cấu hình như thế nào, và xem thử tốc độ nó có ổn định hay không, mượt hay không. Thì mời các bạn xem qua clip sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.